Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong buổi giao lưu trực tuyến buổi số 3. Buổi hôm nay thì chúng ta tiếp tục làm quen với các dạng toán về hàm số, về hình học không gian và một chút là về phương trình vô tỉ. Thì đối với buổi hôm nay thì chủ yếu là anh sẽ đưa các em các phương pháp giải các dạng toán về ba vấn đề này. Và nhất là cái phương pháp giải phương trình vô tỉ thì anh đã đưa một phương pháp rất là hay và anh nghĩ rất là thông dụng, và phương pháp mà xử lý về máy tính Casio. Đó là một phương pháp rất là tốt, và sau này khi các em làm các bài toán vô tỉ mà nó khó hơn thì các em thường phải có nghiệm trước để các em có dự đoán tiếp theo. Hôm nay thì có ba bài. Bài 1 là bài hình không gian, bài 2 là bài phương trình vô tỉ và bài 3 là bài hàm số. Thì anh sẽ chữa lần lượt là các bài bài 1 này, sau đó bài 3, và cuối cùng là mình sẽ dành thời gian cho bài 2 là bài phương trình vô tỉ nhá. Đây là câu khó của đề thi. Thì trong đề thi vừa rồi ấy, đề thi 2015 quốc gia, thì câu 8 của nó là một câu về phương trình chứ không phải là hệ phương trình hay bất phương trình mỗi năm. Thì câu này đòi hỏi cũng là những cái cách làm nó cũng không phải quá khó, nhưng mà mình phải cần có một số cái sự luyện tập trước để có thể đảm bảo cho cái việc đi thi mình không bị mất bình tĩnh, nhất là cái việc nhân liên hợp nhá, là một cái cách làm mà một phương pháp quan trọng bậc nhất của phương trình vô tỉ, đó là phương pháp nhân liên hợp sử dụng máy tính Casio. Đấy, thì đề may có khó không các em? Anh thấy là rất nhiều bạn đều được 3/3, đúng không? Rất là tốt. Thì nói chung là hai câu đầu tiên ấy, là câu hình không gian và câu hàm số ấy, thì chủ yếu chúng ta tính toán phải cẩn thận một chút. Đấy, nó không có quá nhiều sự đánh đố với chúng ta nhá. Chúng ta phải tính toán cẩn thận một chút thì sẽ đi thi nó không có các đáp án ABC này đâu, để người ta có thể kiểm tra lại đâu, mà nó sẽ là thi sơ hình thức tự luận. Cho nên là cái cần phải có một sự tính toán nó phải chuẩn, và nằm đâu thì phải chắc đó, thì đi thi chúng ta mới có thể đạt điểm số tốt nhất nhá. Rồi, anh sẽ vào chữa luôn đối với cả câu đầu tiên, đó là câu hình không gian. Câu này là một câu cũng không phải quá khó, đúng không? Không phải khó. Chúng ta đi đến câu 1 nhé. Câu 1, câu hình không gian. Câu không gian vẫn liên tục là một bài toán về khối chóp. Thì thường thường là trong các đề thi đại học thì nó hay cho về khối chóp nhiều hơn là các khối lăng trụ, và thường là các khối chóp về lăng trụ tam giác và lăng trụ tứ giác, với tính chất đặc biệt của tứ giác là hình chữ nhật và hình vuông, thì hay được các thầy khai thác hơn để có thể xử lý, như là nó nhiều tính chất hơn ấy. Nào, bài 1 này, chóp S ABCD, đấy là hình chữ nhật có hai cạnh, hình chiếu một góc của S lên mặt đáy là trọng tâm tam giác. Thì ta nên đọc hết đề mình mới bắt đầu vẽ nhá, và chú ý trên hoành là cái tối kỵ nhất là cái đường cao của hình chóp, thì mình vẽ hình nó mới chuẩn và đẹp, chứ mình không nên đọc hình chóp S ABC mình vẽ luôn thì nó sẽ không có định hướng gì cả nhá. Rồi, mình vẽ đáy trước, cạnh AB ngắn cạnh BC. Đây là mặt đáy chúng ta. AB kẻ bén BC nhá. ABCD. Rồi, AB bén BC. Nó bảo là gì? Nó bảo là hình chiếu vuông góc của S lên mặt đáy là trọng tâm của tam giác ABC. Cho nên xác định trọng tâm. Trọng tâm thì nó là giao của ba đường trung tuyến nhá. Ba đường trung tuyến. Đây. Đoạn nó G đây. Mình vẽ đường cao lên trên. Các em chú ý anh em vẽ đường cao nó phải vuông góc với cả cái mặt đáy, và thường nó sẽ có dạng là hình thẳng đứng như này, phương thẳng đứng như này, thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Rồi. Mình gọi trọng tâm của tại gọi G là trọng tâm của tam giác ABC nhá. G trọng tâm. Gọi G trọng tâm tam giác ABC. Nào, bắt đầu mới xử lý các điều kiện về góc. Góc giữa SB và ABCD là 60 độ nhá. Đầu tiên ta phải vẽ hình này, xác định tốt chiều cao này. Sau đó nhá, ta xác định các dữ kiện giả thiết mà bài toán cho. Thứ nhất là góc giữa SB
góc giữa SB và mặt phẳng ABCD. Thế thì góc giữa một đường thẳng và một mặt phẳng sẽ như nào? Ta biết rồi, đầu tiên phải tìm gì? Đầu tiên nhá, muốn xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, ta phải tìm gì? Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng đó. Sẽ thấy giao điểm đó điểm điểm B. Điểm B chính là giao điểm mà nó chung nhau này. B là giao điểm. Rồi, sau đó ta xác định đường cao hạ từ cái một điểm bất kỳ trên cái đường thẳng này thì mình lấy điểm S luôn nhá. Bởi vì sao? Bởi vì là có đường cao của hình chóp mà. Đấy, xác định giao điểm xong và xác định đường cao khoảng hình chiếu của S xuống mặt phẳng đáy mà mặt phẳng cần tìm. Đó là SG. SG chứ đường cao. Rồi, thứ hai cái này mình suy ra gì? Suy ra góc giữa hai cái này sẽ bằng góc SBG. 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 Đấy. Xác định hai hướng này thì ta hoàn toàn có xác định được góc tạo bởi một đường thẳng của một mặt phẳng. Trong bài toán này sẽ là góc SBG. SBG. Góc này. Góc này. Góc này nhá. Góc này nó sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 60 độ nhá. Ta phải suy ra là góc SBG bằng 60 độ. Rồi. Từ góc SBG bằng 60 độ là xong, hết giải thiết rồi. Rồi nó hỏi gì? Nó hỏi tính theo A, thể tích khối chóp. Tính để tính được V. Tính được V S.ABCD. Tức là tính khối chóp đấy. Và khoảng cách mình tính sau nhá, tính thể tích trước. Thể tích này tính như thế nào? Muốn tính thể tích khối chóp ta cũng không công thức rồi. V bằng 1/3 đáy nhân chiều cao, đúng không? Diện tích của đáy nhân chiều cao. Đấy, các công thức nhá. 1/3 các em nhớ 1/3 nhá. Nào, tức là để làm gì? Tức để xác định được V, mình cần xác định hai yếu tố này, đúng không? S đáy có chưa? S đáy có chưa? Đáy là hình gì? Đáy là hình chữ nhật, đúng không? Mà người ta cho sẵn hai cạnh rồi. Cho hai cạnh AB bằng A và BC bằng 2A căn 2. Vậy S đáy xác định tốt, S đáy sẽ bằng 1/3 nhân diện tích của hình chữ nhật, công thức là hai cạnh nhân với nhau. A nhân 2A căn 2. Đây chính là diện tích của đáy. Còn chiều cao thì sao? Chiều cao đây là gì? Chiều cao ở đây chính là chính là SG. SG. Vậy mình cần tính nốt SG là xong phần câu 3 câu này nhá. Tính chiều cao như nào? Chiều cao SG đây thì thường thường ấy là nó hay liên quan đến những cái vấn đề về góc như này. Góc phải xác định này. SBG bằng 60. Mình nhận thấy này, tam giác gì? SGB là tam giác giác vuông. Đấy. Cái yếu tố xác định chiều cao thì thường xác định dựa vào cái góc và tam giác vuông. Thì đối với tam giác vuông, mình biết một góc rồi, tức là biết tất cả góc. Đúng không? Tức là gì? Tức mình chỉ cần biết một cạnh nữa thôi là mình hoàn toàn có thể suy ra được tất cả các cạnh còn lại nhá. Nào, như vậy mình muốn tìm SG thì mình phải tìm một trong hai cạnh là SB hoặc BG, đúng không? Mà mình xem cái nào dễ hơn. Cạnh SB này nó hoàn toàn khó, đúng không? Nó khó, nó không liên quan gì. Còn cái cạnh BG này thì nó làm sao? Nó nằm trong hình chóp, nằm trong hình chữ nhật của mặt thẳng đáy. Đấy, thì mình tính cho dễ dàng hơn. Đấy, vậy chỉ để tính SG mình cần phải tính BG, đúng không? Và S vậy mình có công thức là cơ gì? Công thức là tan của 60 nhá. Góc SGB là góc vuông mà. Có lúc là tan của 60. Thì bằng gì? SG trên BG. SG trên BG. Để cần tính SG mình cần tính BG, đúng không? Bây giờ tính công thức nào? Ta có này. Đây sẽ nhân với cả BG nhân tan 60. Nhân tan 60, đúng không? Thế bây giờ tính công thức nào? Mình để ý tiếp, BG nó là G nó gì? Nó trọng tâm. Trọng tâm của cái tam giác ABC, đúng không? Trọng tâm của tam giác ABC. Chứ trọng tâm cần thiết gì? Nó là giao của ba đường trung tuyến. Đấy. Thì sao? Thì mình có tính nhất là gì? Là cái em gọi đây là giao điểm là O nhé. Thứ nhất là gì? Là BG sẽ bằng 2/3 BO. Rất quen thuộc đúng không? BG sẽ bằng 2/3 BO nhá, bằng này 1/3 nhân A nhân 2 căn 2.
nhân DG sẽ là 2 phần 3 BO. Thì BO, BO là lại là gì? Là một nửa của BD. Tôi vừa được BD, đúng không? Mình có là cạnh BAB rồi, cạnh AD tức là BC rồi. Thì mình theo định Pythagore, mình tính được cạnh cạnh BD nhá. Rồi lấy một nửa, rồi lấy 2 phần 3 thì sẽ được ra BG nhá. Nhưng em mà hay bị băn khoăn ở chỗ BG này, đúng không? Thực ra rất đơn giản thôi. Đơn giản thôi. Nó dùng tính chất của hệ trọng tâm mà 2 phần 3 của BO sau lại bằng một nửa của BD nhá. Sẽ bằng một nửa của BD. Rồi chúng ta 60. Đấy. Thì BD tính công thức nào? BD ấy, nó là gì? Nó là đường chéo của hình chữ nhật, đúng không? Đường chéo của hình chữ nhật thì mình tính nó bằng định lý Pythagore. Còn căn của AB bình tức là A bình cộng AD bình, AD chính bằng bằng BC. Phần 2A căn 2A bình tức là 8A bình phương. Cái bực là 3A nhá. Đấy. Thầy lắp vào, em giải luôn thể tích nhá. Đấy, lắp vào giải tích thôi. Đúng không? Lắp vào giải tích. Đấy, đem xong ý đầu tiên nhá. Ý về thể tích của hình chóp nhá. Được chưa? Rồi. Thì hình chóp. Tiếp này. Ý thứ hai. Ý thứ hai. À, ý này chắc các em tính ra được đúng không? Đó sẽ là 2A bước 3 căn 6 trên 3. Không? 2A bước 3 căn 6 trên 3 là đáp số của thể tích nhá. Bây giờ thì mình tính cần tính gì? Tiếp theo. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC. Từ A đến SBC. Thông thường ấy muốn tính khoảng cách từ một thông thường nhá, muốn tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng nhá, mình phải thông qua gì? Thông qua chân đường cao. Thông qua chân đường cao. Em nhìn không? Thông qua chân đường cao này. Đây là cái key của bài toán này. Cái key của bài toán tính khoảng cách từ một điểm một phẳng. Mình phải thông qua chân đường cao nhá. Chân cao đây chính là g. Được chưa? Chỉ có chân đường cao thì mình có thể dễ dàng tính được khoảng cách từ chân đường cao đến các mặt phẳng D. Chứ còn một điểm bất kỳ, việc tính toán là cực kỳ khó nhá. À, tùy đường bài thôi mà anh nghĩ là đa phần thì nó sẽ khó và nó sẽ không tính được bằng cách đơn giản đâu. Mày phải tính thông qua chân đường cao mới dễ. Được chưa? Em nhớ nhá. Mấu chốt là tính thông qua chân đường cao nhá. Thế thông qua như nào? Mình sẽ nối hai điểm đó với nhau, nối điểm đó và điểm chân đường cao. Nó sẽ cắt một trong những cái cạnh một cái đường thẳng thuộc mặt phẳng SBC này. Nhìn thấy ngay ABC đúng không? Cắt tại K nhá. Đấy. Được chưa? Được chưa? Cắt tại K. Sáng sáng trên nhá, nhớ dễ hiểu nhá. Trên đi. K đúng không? Mình có gì nào? Công thức gì? Khoảng cách từ A cái mặt phẳng SBC cái mình cần tìm đúng không? Bằng gì? Bằng bao nhiêu khoảng cách từ G cho đến SBC đấy? Bằng bao nhiêu? Thì mình theo công thức đã biết đúng không? Sẽ là AK tỉ số là gì? Tỉ số của AK trên GK. Đây là cái công thức của một tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng mà thông qua một điểm khác nhá. Điểm khác. Cách làm này, mình sẽ thông qua chân đường cao nhá. Thông qua chân đường cao. Thông qua chân đường cao rồi, mình phải tính tỷ lệ. Đấy, cái tỷ lệ mà nó chia khi mà mình nối hai điểm này, đối soi một cắt một cái cạnh của đường của mặt phẳng ấy, cạnh BC ấy. Em nói hơi khó hiểu nhưng mà thực ra nhìn hình rất dễ dàng thôi. Về cạnh BC này, nó chính là một cái cạnh thuộc mặt phẳng mà. Đúng không? Mình lấy AK, AG này, giao thì cắt tại K. Tại K. Đấy. Thì tỷ lệ của nó sẽ là AK trên GK nhá. A là khoảng từ S, từ A đến phẳng SBC. GK thì tương ứng với cả từ G đến SBC. Mọi tương ứng với đường cao mà tương ứng với tỷ lệ thôi. Tỷ lệ nhá. Thì AK trên GK bằng gì rồi? G là gì? G tức là trọng tâm. G là trọng tâm. Trọng tâm thì tỷ lệ AK trên GK bằng mấy? Bằng 3, rất đơn giản đúng không? AG bằng 2 phần 3 AK mà. Tức là AK bằng 3 lần GK nhá.
Giờ D là từ nhân D từ G đến SBC. Nào, đây là một cách tổng quát, tổng quát để tính được khoảng cách từ chân đường cao đến một cạnh B, mà đến một mặt phẳng B là gì? Tổng quát nhá. Tính khoảng cách từ chân đường cao là G tới một mặt phẳng B là SBC. Như sau. Từ G mình dựng gì? Dựng GH đi. Nó cung cấp cả một cách, một cái cạnh mà thực thường mà phẳng đáy ấy. Phẳng đáy cạnh BC này. BC. Đấy, BC. G BC nhá. H đây. Sau đó mình dựng tiếp. G dựng tiếp anh GI vuông SH. GI vuông SH đây. Chưa? GI chính là khoảng cách từ G đến SBC. Nha. Cái sách thì bạn biết rồi đúng không? Cái công thức tính, cách dựng tính từ một chân đường cao đến một khoảng B chắc bạn biết rồi. Anh nhắc lại nhá. Để dựng chân đường cao từ một từ dựng đường cao từ chân đường cao của hình chóp ấy đến một phần mặt bên. Thì mình dựng, cái này mình dựng một cái đường đường thẳng này. Gọi là GH nhá. Nó vuông cả một cái cách của cái mặt phẳng đó, mà thường cạnh đó là thuộc vào phẳng đáy. Để dễ dàng tính toán nhá. Đây là trong cái này nó GH, được chưa? Xong rồi, có điểm H rồi nhá. Mình từ G mình dựng tiếp GI vuông vuông SH thì GI chính là chân đường cao nhá. Vì sao lại vậy? Vì sao lại vậy? Thì đơn giản mình chứng minh là GI vuông góc cả phẳng SBC thôi. Đúng không? Mà GI vuông SH nó thuộc rồi. Đấy, thì giờ chúng mình GI vuông một cái phẳng nữa là xong. Thì nó phẳng BC. Bởi vì là BC nó vuông cả mặt phẳng SGH. Cho nên BC vuông cả mặt phẳng này và nó cũng vuông cả GI nhá. Đấy. Thế giờ để tính GI tính như nào? Thường thường sẽ thông qua hệ thức lượng trong tam giác vuông. Đó là ứng với tam giác SGH, tam giác mình vừa dựng xong ấy. Tam giác mình vừa dựng xong là tam giác SGH thì thường thường ứng với tam giác này. Công thức là gì? 1/2 1 trên GI bình phương sang 1 trên GH bình phương cộng 1 trên GS bình phương. GH biết rồi, độ dài của đường cao hình chóp. Còn GS ở đường hình chóp, còn GH là gì? Các đường hoàn toàn tính được trong hình vuông này. Hình vuông này. Thế là GH nó cùng vuông với cả BC. Đấy, thì nó song song với cả KB. Nên mình dùng định lý Thales, tỷ lệ của GH trên AB sẽ bằng tỷ lệ của GK trên K bằng 1/3 nha. Và kết quả là GS, GH sẽ bằng là A trên 3. Em thay đổi hết vào đây là GI. Có GI rồi, tức là có cái này rồi. Để có cách rồi, tính nốt được cách A là xong nhá. Đấy. Thế phương áp giải của cái câu này nhá. Nghe nó hơi lằng nhằng khi mà làm nhiều cái bài toán, mẹ dần mình cảm thấy quen nhá. Dần cái quen. Và mình thấy cái tam giác SGH này là tam giác mấu chốt nhá. Được chưa? Rồi, đáp án này là đáp án A nhá. Đáp án A là chính xác câu này. 3 căn 1 trên 14 là chính xác nhá. Đấy. Yeah. Rồi, đây là câu đầu tiên nhá. Đây là câu đầu tiên, câu về hình không gian. Câu này thì cũng tính toán ấy, nó hơi bị nhằng một tí thôi, mà còn về cái phương pháp thì chắc là đến giờ vốn này anh tin là nhiều bạn có làm quen với phương pháp này rồi. Anh nhắc lại là củng cố thêm. Có ai thắc mắc gì về câu này không? Câu 1 này ai mắc gì mình anh trả lời luôn nhá. Câu 1 này nó cũng tương đối dễ đúng không? Đấy, thì tí nữa cái câu 2 kia là câu phương tỉ thì anh đã cho phương pháp rồi. Phương pháp Casio, phương pháp máy tính là bấm nghiệm rất là tốt, phương pháp liên hợp nhá. Thì ngoài liên hợp ra thì đối với việc giải một phương trình nó vô vàn các cách đền phụ này, bất đẳng thức này, đánh giá vân vân nhá, nhiều lắm. Thì ta phải tận dụng và làm quen từ từ nhá. Mà nói chung là cái phương pháp liên hợp này rất thông dụng nhá, rất thông dụng.
Giang lại cách tính GH á. Ừ, rồi, đây là cái GH nhá. GH đây, đúng không? Anh giáo này tích thể tích gì nhá? Đối với cái dạng toán mà tính GH nhiều như này này, với những bài toán mà yêu cầu mình tính toán dựa trên cái mặt phẳng đáy ấy, thì nếu em cảm thấy khó nhìn hình quá, em có thể đối chiếu nó sang một hình phẳng khác mình sẽ nhìn hơn. Ví dụ nhá, cái này hình vuông này đúng không, hình vuông ABCD đây nhá. Từ cái này mình phải vẽ chéo chéo này nhé, bởi vì đây là hình không gian mà mình muốn đối chiếu sang cái mặt phẳng này này, OI bình thường này, mình vẽ bình thường mình nhìn nó dễ nhá. AC đây, chưa? G là trọng ở đây, G đây, D là G, đây sẽ là K. H mình dựng như nào? Mình dựng từ G, mình dựng từ thẳng vuông góc với cả BC. GH đây đúng không? Gắn đây đúng không em? H đây đúng không? Tính GH nhá, đơn giản. AB là vuông, BC GH theo dự là cũng vuông, BC. Từ này mình nhìn được không em? Nhìn được đúng không? Hàng này là nó song song với nhau. Nên theo định lý Thales, Thales nhá, Thales có tỷ lệ gì? GH trên AB sẽ bằng là GK trên AK, đúng không? GK trên AK nhá. Thế thì GK trên AK biết chưa? Biết rồi, vì G nó trọng tâm nên cái tỷ lệ này sẽ bằng 1/3, được chưa? Thôi rồi AB thì sao? À, biết chưa? Biết rồi, bằng A. Suy ra GH bằng A trên 3 chính là của GH nhá. Đấy, dùng tỷ lệ Thales thôi. Thales thôi, dễ mà. Học kém gần như không biết về không gian đó, chỉ nên học như thế nào á? À, cái vấn đề không gian này nó là nó xuất phát từ năm lớp 11. Nhưng mà từ lớp 11 mình tiếp xúc với không gian rồi. Còn 12 mình nâng cao thêm các cách tính về khoảng cách rồi là về thể tích và nâng cao thêm về mình để thi thôi nhá. Nếu mà em không biết nhiều về không gian ấy thì em nên mua lại sách giáo khoa lớp 11 hình học, em đọc lại từ đầu nhá. Đọc lại thì chắc là mình quên, chắc mình quên là mình đâu không làm, hoặc mình cảm thấy nó mới về hình không gian, nó mới không, thì nên đọc lại cuốn sách giáo khoa lớp 11 môn hình nhá, môn hình. Rồi đọc lại xong thì mình sẽ cố gắng là làm thử một vài bài, chắc là mấy bài đầu tiên của các khóa toán thì kiểu gì nó cũng dễ thôi nhá. Mình làm thử và mình nói chung là em nên tham gia các khóa luyện đại học nó của Dinh này này, từ sẽ thứ 7 thì các thầy giảng rất kỹ phần này đấy, thì mình sẽ làm và đọc dựa trên cái nền lý thuyết mà mình đã đọc lại trước từ lớp 11 và lớp 12 nhá. Thứ ba là không hiểu ấy thì mình sẽ cố gắng nghĩ, và nếu không ra mình sẽ bấm vào lời chi tiết để mình xem nhá. Chắc chắn là trên tuyển sinh thì lời chi tiết là rất là đầy đủ và dễ hiểu cho các em, nhưng các em hoàn toàn có thể xem được và tầm khoảng 10 bài thôi. Đang tin rằng khoảng 10 bài từ đầu thì các em sẽ phần nào nắm lại được các cái kiến thức liên quan. Còn trong cái phần nền không gian này thì các thầy đã chia ra thành nhiều mục rồi, nhiều mục và nhiều dạng toán rồi, các em học theo thế nhá. Chứ phần các thầy đã dạy thì nói chung là để dạy các mọi đối tượng mà, kể các bạn đã biết rồi, cả các bạn chưa biết thì đều có thể tham gia nhé. Đấy. Rồi, anh sẽ chữa luôn câu 3 nhá. Câu hàm số trước nhá. Câu 3. Hàm số này, AB cái điểm cực trị của C này. Ô, câu này dễ đúng không? Y là hàm số cố định luôn, hàm số cố định. Câu 3, trừ 3 bình phương cộng 4, cái hàm gì? Chả có tham số gì, nó cố định hoàn toàn đúng không? Nên cái điểm cực trị của nó là tìm được luôn, tìm được dễ dàng đấy chứ đúng không? Muốn tìm cái điểm cực trị làm nào? Tính y phẩy thì phải bằng gì? 3 x bình là trừ đi 6 x, được chưa? À, đến đây cấm các em nào ghi bằng không luôn đây nhá, bằng không được tương đương nhá, này sai luôn nhá em nhá, sai luôn. Y phẩy này cấm cơ ghi bằng không và tương đương x bằng bao nhiêu luôn, không được, không được phép ghi như vậy nhá. Mình tiết kiệm một dòng nữa làm gì, bình thường nhá, như vậy là sai đấy. Y bằng không tương đương với cả gì, 3 x bình trừ 6 x bằng không tương đương với cả x bằng không, x bằng 2, được chưa? Thế từ đây
mình sẽ suy ra luôn là các cái điểm thôi. Mình suy ra là không mất tính tổng quát nhá, không mất tính tổng quát. Mình gọi A là cái điểm có hoành độ là không, và tung độ của nó sẽ thay vào đây 0,4 nhá, 0,4. Còn B, B sẽ là 2. 2 thì mình thay vào đây 8 này, 8, 4, 12 đúng không? 12 trừ đi 4, 3 12 nốt 0, 0, 2, 0, được chưa? A 0,4, B 2, 0 nhá. Rồi, nó là gì? Tìm tốc độ điểm M thuộc P. P đây là parabol y bằng x bình phương. Sau đó tam giác AMB vuông tại M. Thì do M nó thuộc parabol P, có rất dễ đúng không? Parabol B nhá, mình suy ra là M có dạng là gì? X và x bình phương. XM cho dễ, cho đỡ nhầm. XM và XM bình phương nhá. Nó thuần nó chỉ là một một ẩn thôi, ẩn với x, xm thôi. Mình cần tìm một mối liên hệ giả thiết để mình đưa nó về phương trình và mình giải nhá. Nào, tam giác AMB ấy, AMB ấy, nó vuông tại M. Đúng không? Nó vuông tại M. Tức là gì? Thế mình xử lý cái này như nào nào? Mình xử lý chỗ này như nào để mình nó liên quan đến cả điểm M này, cả điểm A, cả điểm B mới giải được, đúng không? Một tam giác phải biết hai đỉnh rồi. Đỉnh M mình lại tham số nó về được thành một một ẩn, được chưa? Nó vuông đúng không? Nó vuông thì trong các tính chất vuông hay dùng là gì? Tam giác vuông ấy, tức là gì? Tức là MA vuông MB đúng không? MA vuông MB. Thì hai đường thẳng góc với nhau mình hay dùng là gì? Hay dùng là tích vô hướng, học từ lớp 10 đúng không? Tích vô hướng hoặc là các em viết phương trình nha, để có rất nhiều cách xử lý nhá. Tích một này, rồi dùng tích vô hướng này, tức là MA nhân MB bằng 0. Anh nghĩ cách là cách đơn giản và dễ dàng nhất, được chưa? Còn rất nhiều cách khác nữa. Ví dụ cách 2 là gì? Viết là cách 2 là cách tính theo Pythagore ấy. Cách 2 mình tính theo Pythagore ấy. Mình tính MA bình phương này cộng MB bình phương này sẽ bằng là AB bình phương cho mình giải nhá. Được chưa? Vân vân nhá, nhiều cách. Mà anh nghĩ là cách đầu tiên là cách là đơn giản nhất. Là nhất mình có thể viết được tốt các cái factor này. Nó không phải lằng nhằng, nó không phải thông qua các cái cách trước về hay thông qua các cái về factor chỉ phương hay pháp tuyến gì. Nó là suy ra thôi, được chưa? Nào, cái MA bằng gì? Thì đây mình suy ra này. Mà mình có rồi, đúng không? Đây mình suy ra nhá. MA bằng gì nào? Tọa độ của vector MA lấy tọa độ của điểm A trừ điểm M nhá. Các em đừng nhầm mà điểm M trừ điểm A nhá. Nó tọa độ mình sẽ phải làm cách ngược lại. Bằng là trừ xm này và 4 trừ xm bình phương. Còn MB 2 trừ xm âm xm bình phương. Chưa? Đây tương đương thôi. Tích hai phương hướng nhân thẳng dọc với nhau. Nhân thẳng dọc với nhau cộng lại là xong nhá. Nào. Âm xm âm xm là từ từ nhá. Nhân 2 trừ xm trừ xm bình phương nhân 4 trừ xm bình phương bằng 0. Nên giải quá dễ đúng không? Nên giải này bậc nhất à mu bậc bậc mấy nhỉ? Bậc 4 đúng không? Bậc 4 thì bậc 4 nói chung là kể bậc bao nhiêu các em cũng giải được nhá. Mà cách nào? Các em dùng kênh máy tính Casio nhá. Máy tính Casio. Bài này thì có cái gì hay là có xm chung này. Mình chả cần phải bước chuyển bậc 4 đâu nhá. Mà kể bậc 4 ấy, các em dùng anh máy tính Casio. Nếu kịp đẹp thì ra luôn đấy. Mình viết cái phương trình lên lên bạn lên trên máy tính nhá. Viết ví dụ tất cả câu hỏi sẽ là gì? X mũ 4 này, xm mũ 4 này. X mũ 4 này trừ đi 4 xm bình phương này. Trừ 4 xm bình phương này cộng với cả xm là cộng chưa trừ 3 đâu. Và xm bình phương thôi. Hay trừ 2 xm. Đúng không? Bằng 0. Chưa? Đây là trừ 4 cộng 1 mà. Cộng 1 là âm 3. Âm 2 nhá. Bậc 4 đúng không? Cái là mình rút được xm ở ngoài đúng không? Mà nếu mình có một cái có thêm một cái hệ số tự do đây nữa nhá. Thì bấm cách xong cách mình viết nguyên cái phương trình ra ngoài này. Viết là x mũ 4 này trừ 3 x bình phương này trừ đi 2m bằng 0 này. Đấy. Cái bằng này cũng phải viết ra nhá. Cái bằng này là mình dựa trên cái alpha và cái cạnh dấu xốp ấy.
nó dấu bằng ở trên, các em viết ra bằng không. Rồi em bấm ship, ship là màu vàng. Rồi bấm ship shop, shop là cái ở cạnh số bằng, được chưa? Cái này các em thạo cả anh đúng không? Ship shop thì mình sau đấy nó hỏi là chọn bao nhiêu, mình chọn bừa một số. Cái số chọn đấy thì thường có lúc ý, là nó hay bị sao phương nghiệm ấy, bởi vì mình chọn số quá lớn thì các em thường chọn anh số 34 nhá. Mình em bằng cái nó trải nghiệm thôi nhá. Và trải nghiệm khi nào mà nó ra trừ r ấy, cái xong đầu tiên nó trừ r bằng 0 ấy thì mới trải nghiệm đúng nhá. Chứ còn trừ r bằng bao nhiêu đó nó không phải nghiệm đúng không? Nghiệm sấp xỉ đâu nhá. Lưu ý cho anh nhá. Tức là anh nó rõ cái này hơn ở bài 2. Cái cách dùng các số để toán nhá. Nào bài này trở lại nào. Nhìn thấy ngay đúng không? XM là gì? Trung hết, rút ra ngoài là xong. XM nhân cả XM mũ 3 trừ 3XM và trừ 2 vào bằng 0. Mấy nghiệm nhỉ? Ai bình đúng không? 3. Các em bấm máy tính. Các em bấm máy tính ra. Được chưa? Bậc 3 máy tính có sẵn rồi. Bậc 2, bậc 3 là máy tính có sẵn. Bậc 4 thì mới không có thôi. Các em XM bằng 0 rồi nha. Các em bấm nghiệm ra và các em xem XM có bao nhiêu giá trị là xong. Được chưa? Bài lát đúng là câu B. Có 3 điểm M giảm mã nhá. Cho hai nghiệm này. Sử dụng 2 nghiệm này. Một nghiệm bằng 0 nữa là một nghiệm nữa này. Tổng là 3 nghiệm và nó chứa cả nghiệm nghiệm gì? Nghiệm 00 nhá, nghiệm 00. Không mà không có đâu. XM bằng 0 thì IM cũng bằng bằng 0 bình phương mà. Đấy, tức là câu B, toàn quay sẽ là câu B nhá. Nó có 3 điểm M giảm mã và nó chứa cả điểm M 00 nhá. Đấy, đây là câu 3, cái câu về hàm số nhá. Quay nó xuống mà dùng cho anh cái này thôi. Quay lui qua dùng cái này thôi. Như này. Tích tích có hướng tích bằng 0 và thành thạo cho anh cái này nhá. Nếu anh thành thạo em các em thành thạo cho anh cái này thì đi thi cái câu hình học phẳng OG mình mới có thể làm tốt được trong các việc biểu diễn phương trình rồi liên quan đến tính phương góc ấy. Đấy, nhớ là tích vô hướng bằng 0. Đúng không? Khi nào nó vuông góc nhá. Trong tích vô hướng tính như nào thì tính tích của hai cái tương ứng này cộng với nhau là xong. Được chưa? Đây là câu 3 nhá. Câu 3. Câu 3 nhá. Ừ, buổi sau anh sẽ cho một câu hình học phẳng của XY nhá. Câu này chủ yếu dùng các kiến thức lớp 9 đấy, nhưng không phải là xuyên luôn như kiểu trên lớp đâu, mà biến đổi linh hoạt và nhiều khi là còn phải vẽ thêm đường vụ rất là nhiều. Trong đề vừa rồi cũng không phải vẽ thêm nhưng mà nó phải dùng tính kết vuông góc cũng tương đối từ nó phức tạp, được chưa? Bài 2 à, như em ngóng bài 2 đấy à? Bài 2 là một bài về phi mô tỉ đúng không? Bài này không phải nghiệm, bài là nghiệm xấu nhá, không phải nghiệm đẹp đâu, nghiệm là căn đấy. Đấy. Thì câu này thì nó đi thi thì hay cho về câu hệ quy trình hơn. Nhưng mà anh nghĩ là đến 90% các bài hệ quy trình ấy là sau khi mình rút được x theo y hoặc y x thì nó cũng chuyển về về phương trình thôi, một đoạn thôi nhá. Nên mình mới giải tốt được cái phương trình này. Phi mô tỉ thường không vô tỉ nhá. Chứ không phải phương trình bậc 4 nghĩa vừa xong đâu thì bấm máy tính ra và tách cả ra nhá. Thường là phi mô tỉ đấy, phi mô tỉ hoặc chứ quả trời phân thức nếu muốn nhá. Thì để làm tốt được cái hệ quy trình ấy thì mình cần học tốt được cái phương trình mô tỉ này, là cái nền móng cho việc giải hệ quy trình sau này nhá. Và cứ học thì nó sẽ tạo mình một cái kỹ năng biến đổi tốt thôi, chứ không hẳn là đi thi trúng tủ 100% đâu. Đi đừng mong trúng tủ 100% nhá, cứ học và luyện đi để rèn tư duy nhá. Đấy thì nó sẽ rất là có ích sau này, nhất là em nào học với A lý hóa nữa thì học ba môn này là xem nhau, nhưng mà tư duy nó cũng khá là mình cũng đỡ phải nghĩ ngợi nhiều hơn. Còn ai thì khối D tập văn anh thì lại hơi khác một tí, được chưa? Rồi bài hai luôn nhá. Ừ, bài hai luôn vậy. Bài hai nào. Bài 2. Giải phương trình x bình phương trừ 5x trừ 15 bằng 6 căn x cộng 2. Đầu tiên đọc đề phát nhá. Chả biết, chả cần hiểu nó gì, viết từ việc xác định luôn nhá.
đi thi ai thương tình cho em 0,75 nhá. Chắc trả cho thôi mà ai thương tình cho. Nhưng đi thi trả cái gì, chết rồi iPad ghi lên tiểu sinh luôn. Những gì x lớn bằng bằng trừ 2. Được chưa? Đôi khi, và nhất là các bài phương trình vô tỉ nhá, cái điều xác định này rất quan trọng. Nó giúp mình đánh giá được bài về sau ấy. Về sau, về sau, về sau nhá. Cứ ghi ra tội gì nhá. Rồi, mày nhìn mày này. Giải như nào? Bên này bậc 2 đúng không? Bên này bậc 2. Bên này là căn thức. Nhiều bạn là đi bình phương lên. Các bài toán phương trình vô tỉ ở lớp các bạn hay đi bình phương lên. Bình phương lên là sao gì? Bậc 4 hay là bậc 4 này? 4 là mình bình phương này thì quá to. Đúng không? Quá to, đi thi mà mình đâm một phát thì thôi, mình ngồi mình dò lại thì bao giờ mình về xong. Được chưa? Đấy. À bà kiên trì mà tự tin tính đoán bình phương được. Mà thường thường ấy là mình, nếu mà người ta sửa đây thì cộng thêm x cái cộng thêm căn nữa thì thôi khỏi bình phương, được chưa? Phải tính cách khác nhá. Vô tỉ tính cách khác, được chưa? Nào. Bây giờ đối với các phương pháp giải một phương trình vô tỉ thì các phương pháp chủ yếu là các phương pháp liên hợp này. Liên hợp này. Phương pháp liên hợp là phương pháp thường hay dùng nhất. Mà nó gắn liền với phương pháp bấm máy tính, bấm nghiệm máy tính nhá, bấm nghiệm máy tính. Ngoài ra còn phương pháp đánh giá nữa. Đánh giá như phải trái nhỏ với phải hoặc ngược lại để đánh giá siêu nghiệm luôn đi. Cái này hơi bị khó nhá. Và trong hệ quy trình ra rất nhiều nhá. Có thể buổi sau cho một vài bài về đánh giá, nhưng mà nó tương đối là khó nhìn đấy. Đi thi thì mình cứ thử cách một thôi, xem cách nào mà hiệu quả nhất thì mình dùng nhá. Ngoài ra thì còn pháp nào nữa? Pháp đàn phụ đúng không? Đàn phụ đi nghe quen lắm rồi, nghe quen hồi lớp cấp 2 rồi. Đàn phụ giải phương trình đúng không? Đàn phụ nữa, vân vân. Nên nhiều lắm, chung nhiều. Đi thi phải biến đổi linh hoạt phần này nhá. Bài này nào. Bây giờ ngày xưa khi anh gặp ngoài phương trình vô tỉ thì đầu tiên mình phải làm gì? Mình phải quan sát đã. Quan sát đàn phụ được không? Đúng không? Đàn phụ được khi nào? Cái dấu hiệu của phương pháp đặt ẩn phụ này là gì? Là thường là một là nó xuất hiện nhiều cái sự giống nhau, giống nhau, tương ứng với nhau và nó sẽ nhiều căn hơn. Thường là đàn phụ phương vô tỉ thường là cái căn ấy bằng ABC ấy, rồi biểu hiện mối tương quan giữa chúng nhá. Cách gặp sau đúng không? Em sẽ gặp nhiều thôi. Trong các khóa luyện đề của thầy và các buổi rơi sau này chẳng sẽ gặp nhiều các phương pháp này nhá. Đấy. Rồi. Thì bài thì nó không xuất hiện mấy đúng không? Mỗi căn này, căn định phương 2 này chả xuất hiện mấy. Được chưa? Pháp này khả năng là cũng không dùng. Không dùng mấy. Pháp đánh giá thì đánh giá đi được nhá, để được cả phương pháp đánh giá hay liên hợp, các em đều phải biết nghiệm của nó là gì nhá. Và cái phương pháp đánh giá này thường là nghiệm đẹp. Điểm gì? Mình còn biến đổi cosi được, mình tính mình nhân thêm hệ số được, chứ còn nghiệm xấu ấy, thì khó nhá. Nào bây giờ mình bấm nghiệm này. Bây giờ bấm nghiệm này, phương trình vô tỉ bất kỳ luôn. Bất kỳ, cứ bấm nghiệm đã, tính sau nhá. Nghiệm đẹp hay xấu đã, nghiệm xấu hay đẹp, nghiệm xấu thì tính sau. Vâng, nghiệm như nào? Vừa nói trên, vừa nói bài cái kia xong. Nhắc lại nhá. Nghiệm này, mình gõ ra cái phương trình này ra nhá. Có ra máy tính ý, máy tính Casio 570S hoặc S Plus đều được nhá. Có một cách nào? Dù cái số x thì mình dựa vào cái phím alpha đúng không? Nó ở trên mấy cái số 14 ấy. Em không nhớ lắm. Chắc là cái x gì đó. Có ra là x bình này, 15, 5x, trừ 15. Xong em chuyển về luôn cho anh nhá, cho máy tính dễ nhận dạng nhá. Trừ 6, căn x cộng 2 là bằng không. Cái dấu bằng này như em băn khoăn là không phải là cái dấu bằng cuối cùng mà mình bằng cái phép tính đâu. Em bằng phát nó ra luôn đấy, nó không biết được đâu. Dấu bằng này mình biết được là viết dựa theo cái số cái dấu alpha nhá. Alpha. À đây nhá. Đây máy tính nhá, được chưa? Thì cái chữ x này nó nằm sau cái dấu ngoặc này. X này nó là alpha, em dùng phím alpha này. Alpha là cái ở ngay trên cái đầu tiên ấy, cộng dấu ngoặc là chữ x ở trên ấy, các em nhìn thấy ngay đúng không? Ra số x nhá. Có dấu bằng này là mình dùng viết bằng cách nào? Viết bằng là alpha cộng với cả cái dấu chữ sốp ở ngay dưới cái chữ sít ấy. Chỗ này, ngay dưới chữ sít ấy. Là dấu bằng, thấy chưa? Cái chữ cô này này
trên chữ code của cái máy máy tính ấy nó có hai chữ, là một là chữ số bằng, bấm phím alpha màu đỏ đúng không, màu đỏ mình phải dùng phím alpha, còn màu vàng mình phải dùng phím shift nhá, các em làm quen nhá, làm quen rồi đúng không? Đấy rồi, viết chưa, viết xong nhá, các em thử viết luôn đi, thử bấm luôn đi, bấm luôn nhá, bấm luôn. Đấy xong, mình bấm xong mình sẽ shift shift và shop, shop tức là cái chữ ở trên chữ côn mà trên dấu bằng này, được chưa? Đấy shift xong rồi mình nó hỏi là x bằng bao nhiêu, nó hỏi x bằng bao nhiêu thì mình sẽ chọn đường nó chỉ của x thôi, cho em chọn ra 1 2 3 4 0 1 tỷ các em nhá, chọn xong bằng cái hơi chờ xong cái phải chờ đấy nhá, phải chờ, đôi khi việc này hơi mất thời gian, mất khoảng 1 phút là căng, à đâu trải 1 phút 30 giây nhá. Mày đến nó phải xử lý một đống, mày đến không phải giải như chúng ta đâu, mày nó chạy các số từ 1 phẩy bao nhiêu ấy, chạy nó thử vào số nào đúng bằng không nó lấy, chứ không phải là mình nó giải phương trình đâu nhá, được chưa? Chờ nó chờ đấy nào, trừ 15 này, trừ 6 căn x cộng 2 bằng 0 rồi. Nó là search for x ý, thì tức là chọn x bao nhiêu mình chọn bừa một số ý, âm 2, 3 tùy các em, mà đừng chọn giá trị âm 2 này nhá, à chọn bé âm 2 này bao giờ nhá, vì hạn nó quyết định là nó ra can sốp ngay, can sốp ý có nghĩa là không có nghiệm, vô nghiệm đấy. Đấy thì trong trường này là chúng ta phải chờ máy tính nó giải một chút đấy, giải một chút bao giờ nó ra nghiệm mà cái trừ r bằng 0 này nó giải ra thì một có hai dòng, khi giải ra nó có hai dòng nhá, một dòng là x bằng bao nhiêu, một dòng là trừ r bằng bằng không, được chưa? Chưa đấy, thì sau này thì các anh giải ra rồi, nó phải giải là x bằng 8,90383 luôn, vân một số gì rất xấu đúng không, kinh khủng nhá, xấu kinh khủng, và dòng hai dòng trừ r bằng không nhá, các em gặp cái dòng này các em yên tâm đi nghiệm đúng nhá, trên gặp dòng trừ r nó bằng vào một số gì vô tỷ ở sau là không phải nghiệm đúng đâu nhá, là nghiệm sấp xỉ thôi, được chưa? Được chưa? Đấy, bấm nghiệm xong nhá. Rồi mày làm nào, nghiệm mày xấu quá, nghiệm xấu không? Nghiệm không phải đẹp. Đấy, tiếp tục nhá. Nghiệm xấu ấy, đôi khi nó còn giải, nó còn dễ hơn nghiệm đẹp nhá, nếu em làm quen. Nghiệm xấu thì dễ nghiệm đẹp, đẹp nhiều khi nó rơi vào cái phương trình cách như này. Mình lại phải mò một đống các cái phương pháp về hằng số và cái hệ số là mình Cauchy và Boolean, nó lại mệt hơn. Cho nên cái vào số này thường đi liên hợp thôi, số thường liên hợp thôi nhá. Mò bấm nghiệm rồi đúng không? Giờ các em lưu vào A, biết cái lưu một nghiệm vào A không? Mình lưu nghiệm nhá, lưu nghiệm, lưu nghiệm. Rồi cái nào? Thì em nhìn này, trên số 7 của mình có một cái chữ là RCL nhá. Rồi thì ở trên nó cái tu ấy, thì em sẽ ship cho anh, ship bấm cái RCL đó và chọn anh một chữ lại bất kỳ trong cái bảng, trong cái dòng trên ABCD tùy các em, ship to anh A các bạn nhá, lưu về A nhá, niệm cách nào này, ship này xong rồi bấm vào cái chữ RCL rồi này, trên số 7 nhá, trên số 7 trong máy tính của em nhá, xong rồi em bấm tiếp cho anh một số nữa là số một chữ nữa, chữ ABCD là tùy các em, bấm cho anh chữ A, chữ B, chữ C, bấm ngoài bấm alpha đâu, bấm luôn cái chữ đó trong cái máy, ví dụ như là chữ A thì bấm luôn cho anh cái dấu trên dấu đó luôn, bấm luôn không phải alpha viết gì nữa. Đây là cách lưu nghiệm nhá, được chưa? Lưu nghiệm gì? Để mình còn sử dụng cái việc tích về nhân tử, được chưa? Anh đưa về A nhá, mình lưu xuống A rồi đấy, xong nhá. Các em cũng lắng nghe cái hơi bị lạ đúng không, nhưng mà để làm được mình phải làm được như vậy, để mà chinh phục được các bài toán về phương trình mình phải thành thạo về cái việc sử dụng cả siêu nhá. Rồi A xong đấy, thì thường ấy là cái căn này này, các cái căn này này nó có liên quan mật thiết cho đến cái nghiệm của nó. Đây ví dụ cái căn cộng 2 này nhá, thường ấy nó sẽ bằng một cái số nguyên lần x nào đó cộng một cái số tự do nào đó, vâng, thường như vậy nhá. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nó sẽ có một cái nghiệm này này, thực chất ấy, nó là nghiệm của một phương trình bậc 2 mà delta nó xấu, hiểu không? Nghiệm này thực chất ấy, nó là nghiệm của một phương trình bậc 2 mà delta nó xấu, nó ra căn như vậy, nó ra thập phân linh tinh như vậy nhá.
mục đích của mình là gì? Làm để khôi phục lại được cái phương trình này. Được chưa? Anh ví dụ nhá, cái phương trình mà x bình trừ 5x trừ 1 chẳng hạn nhá. Delta cực xấu không? Được xấu, nhưng mình muốn làm được mình đưa vào phương trình này. Nhân cả cái gì đó bằng 0. Đó, nhưng giải được này thì dễ thôi. Nhá, chứ còn cái nghiệm này nó chỉ là nghiệm con của cái dạng phương trình xấu thôi. Bây giờ làm nào để mình khôi phục được cái phương trình bậc hai to này? Vẫn tiếp tục dùng máy tính tiếp nhá. Máy tính tiếp, được chưa? Nào. Các em lưu nghiệm x này bằng a rồi nhá. Được chưa? Bấm tiếp này. Em sẽ dùng cái chức năng table của máy tính. Mode này. Mode nhá. Mode xong mình chọn table. Vừa lại số 7 ấy. Em bấm hình anh là mình số 7 ấy, table ấy. Đấy, table, mode table nhá. Nó ra một cái chữ là chữ fx bằng bao nhiêu? Fx bằng bao nhiêu ấy? Bằng hiện trên màn hình như vậy mà. Fx bằng, được chưa? Tiếp theo em bấm cho anh. Căn này. Giữ nguyên, cố gắng giữ nguyên hệ số nhá. Hệ số của con này bằng bao nhiêu giữ nguyên nhá. Chưa? 6 giữ nguyên là 6 nhá. Nếu mình không giữ nguyên ấy thì mình khó mà làm được. Tí anh giải thích vì sao nhá. Chưa? 6 này. 6 căn với cả nửa căn bao nhiêu? Viết nguyên ra x phải bằng a, căn a cộng 2. Cộng với cả xa. Xa nhá. X không phải là nghiệm đâu, nó chỉ là một cái hệ số mình sẽ chạy sau này thôi. Thì mình sẽ, nó sẽ chạy bằng sau mình sẽ viết thôi. Nhá. Nào, a cộng 2 này cộng xa này. Mục đích là gì? Mình sẽ chạy x nhỉ. A có rồi không? A cái vừa xong đây, a đây. Cải thêm a. Mình lưu nghiệm, đúng không? X này là gì? Là cái mà mình cần phải tìm xem nó bằng bao nhiêu. Mà bằng cách mình sẽ chạy trong cái mạng table này. Được chưa? Em thử luôn nhá, thử luôn. Em thử sẽ hiểu thôi. Bằng cái nhá. Bằng này. Bằng xong nhân hỏi là start là bao nhiêu, bắt đầu bao nhiêu ấy. Chọn cho anh từ âm 5 nhá. Bao nhiêu em tùy game mà thường âm 5 thì âm 5 55. Thường dưới số âm ấy. Âm 10 cho âm 10 được nhá. Đấy. Rồi lại nhá. Chọn cho anh từ âm 5 cho đến 5 hoặc là âm 10 cho đến 10 nhá. Nếu mà chọn số âm ấy nhá, đừng chọn mỗi số dương không nó không ra đâu. Chọn âm 10 cho đến 10 được. N là số cuối cùng. Còn step là khoảng cách, ví dụ cách là em chọn là âm có là 1 ấy sẽ âm 5, âm 4, âm 3. Em chọn cách là 2 sẽ âm 5, âm 3, âm 1 nhá. Mình thường chọn cách có là 1 nhá. Step mà không phải 5 được nhá, mà nó hơi lâu. Nhiều số nhá. Step này. Bằng cái. Anh nhìn âm 10, 10 nhá. Thì mình nhìn cái bảng của nó nhá. Cái bảng nó đúng không? Cái nhìn thấy rồi đúng không? Bảng nó nhá. Thì mình nhìn cho anh cái cột nào, cột fx này nó ghi trên này. Đâu là cái số nguyên? Số nguyên số đẹp ấy. Nhìn nhá. Nào âm 10, âm 9, 8, 0 này. Đến âm 2. Đúng không? Âm 3 vẫn là số thập phân mà. Đến âm 2. X nhá. Âm 2 để fx bằng bằng 2. Đấy. Đây là cái. Tìm ra rồi nhá. Anh kem đọc cái bấm chưa? Âm 2 thì sẽ bằng 2. Tức là gì? Nghĩa là gì? Tức là 6 căn của a cộng 2 trừ đi x là gì à? X này 2a sẽ bằng bằng 2. Đây cái mình tìm ra nhá. A này chính là gì? Chính là x ấy, 6 căn x cộng 2 đấy nhá. Em ta mới rút gọn đi cho được chưa? Trừ đi 2x sẽ bằng 2. A chính là nghiệm của mình mà. Vậy đây mình ra phương trình rồi, vâng, bằng cách gì? Bình phương lên ra phương bậc 2 luôn nhá. Chuyển tiêu cho dễ nhá. 3 1 mà và 1 này. Cái chuyển về sang x cộng 1 đúng không? Anh nhìn bình phương luôn nhá, sẽ x bình này cộng 2x cộng 1 và trừ đi 9 nhân x cộng 2. Đây chính là cái phương trình mình cần tìm nhá. Được chưa? Với lại đây là rõ nhá. Sau bằng máy xong mình chọn được là 6a bằng 2 trừ 2a bằng 2 nhá. Mình thấy vào đây sẽ là phương trình là x bình cộng x là chuyển vế mà cộng 1 trừ đi 9x cộng 2 tức là phương trình gì? X bình phương trừ đi 7x trừ đi 9, 2, 18, 17. Đây chính là cái phương trình mình cần là nhân tử. Đấy, cái giữ nguyên nhá. Được chưa? Nào giờ bắt đầu trình bày bây giờ trình bày này mày tiếp nhá, mày tiếp rồi điều kiện này nhá. Được chưa? Trình bày nhá. Các em tìm ra gì rồi? 6 a cộng 2 trừ 2a bằng 2
thay tất cả mọi x cho anh nhá. Bên bên từ bằng này 6 này, căn x cộng 2 này. Đây sẽ là trừ đi 2x. 2x cộng 2 đúng không? 2 cộng 2. Đúng không? Đây là chuyển 2 sang mà. Cộng 2. Bên này trừ bên này cũng phải trừ theo, hai đằng cùng phải trừ nó mới tương đồng, được chưa? Đây sẽ là gì? X bình trừ 7x trừ đi như vậy. Đúng chưa? Nào. Bên này vừa nói xong, cách tốt được nhân ở chung với này bằng cách phương pháp liên hợp nhá. Liên hợp bản chất của nó là gì? Là a trừ b bằng a bình trừ b bình trên a cộng b. Hằng thức này quá quen thuộc đúng không? Bản chất của phương pháp liên hợp là cái này. Nào các em tí nhá, để kỹ bên này thì sẽ làm tốt thôi. 62 rút 2 ngoài cho nó giải nhá. Này 2 nhân căn của 3x, 3x cộng 2 trừ đi x cộng 1, được chưa? Lắp nguyên vào nhá. 2 nhân gì? A trừ B đúng không? A trừ B, A trừ B nhá. A bình là 9 nhân x cộng 2 trừ đi B là x bình cộng 2x cộng 1 trên cho anh. Trên A cộng B viết kép nguyên si ra là tay nó cộng đúng không? Ok chưa? Ok chưa? Thấy hay chưa? Nào, cái này ý, giúp con ra bằng quan này không? Chính bằng cái này luôn đúng không? Đây thì là phương pháp liên hợp nhá. Liên hợp cốt lõi của nó là gì? Là tách thành, tách thành nhân tử, được chưa? Ok chưa? Rồi cây bằng tiếp nào. Hai là gì đây? Trừ đi x bình cộng 7x và trừ đi cộng 10 17 trên 3 căn x cộng 2 cộng x và cộng 1, được chưa? Xong chưa? Thấy nhân tử chung chưa? Quá rõ, nói rõ xong. Cái trong này cái nhân tử chung mà mình tìm được ra bằng cách của máy tính ấy nhá. Hoàn toàn từ máy tính luôn, chả phải nháp nhép cái gì. Này, được chưa? Mà đôi khi khi mà các em làm quen được với bước này rồi, đây không phải bước khó. Bởi vì nó chỉ bấm máy tính và nó chả có phải nghĩ ngợi gì, đúng không? Cái bước khó là cái bước ở bên trong này. Trong. Nào. Có nhân tử rồi đúng không? Nhân tử rồi nhá. Viết thôi, sách viết nhân tử chung ngoài thôi. X bình phương trừ 7x trừ 17 là nhân tử ở trong cái con còn gì đây, một này, bên này là đang ở âm đúng không, âm đổi sang thành 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 dương, cộng 2 trên căn 3 cộng 2 cộng x và cộng cộng 1 bằng bằng 0. Nếu em làm quen cái này rồi, việc em tách ra này này đường đây này rất đơn giản nhá. Bằng cách việc em bấm máy tính em thử nghiệm thôi, bấm tính bằng cách mà em vừa anh vừa nói xong ấy, bấm máy tính này mình tìm ra cái này này, đây đây cái đây cái mình cần tìm ra này, trừ bao nhiêu, đây cái mình cần tìm ra bằng cách bấm máy tính nhá. Nhưng mà xong liên hợp phát là ra luôn nghiệm nhá. Đây anh không phải nghiệm bậc nhất, chủ nghiệm là x trừ một nên là cái gì đâu, nó không còn nghiệm về nữa mà nó nghiệm bậc hai. Chính vì thế mà nó xuống mới xấu thế, cho bậc nhất thì kiểu gì chả đẹp. Được chưa? Đây xong nhá. Từ đây mới chỉ là bước 1 thôi. Nó chưa hết cái bất chắc của cái việc giải phương trình nhá. Một là bước mình viết được cái này đã là cái nhân tử chung này. Là cái thử nghiệm ấy, nhân là một cái lu lu bên trong. Cái này. Đặt vào cái B nhá, cho nó dễ. Cái B bên trong này này. Việc làm mình bây giờ nói chứng minh cái B này vô nghiệm. Nhá, cái B này vô nghiệm này. Nên là coi có em hỏi là nó có nghiệm hay sao? Nó có nghiệm á thì mình cái không tách này được, mà mình tách để rút tiếp nghiệm nó ra đây. Ở trong nó chỉ còn cái vô nghiệm thôi nhá. Chứ còn là mà nó có nghiệm ấy thì một nó dễ thì mình giải ngay, hai là nó kiểu nó cái việc mà liên hợp này nó để lại hậu quả là cái mẫu số này rất là lằng nhằng, đúng không? Cái việc liên hợp này để hậu quả cái mẫu số này cộng trừ rất lằng nhằng, không để quy đồng được mấy đâu. Nếu mà có nhiều phân số ấy không quy đồng được, bởi vì nó để hậu quả là cái phân số này rất lằng nhằng nhá. Cho nên là khi mình liên hợp rồi, liên hợp nghiệm ấy, nghiệm bậc 2 nhá, thì cũng có thể là liên hợp nghiệm bậc 3, đúng không? Dựa theo cách làm kèm tương tự rồi nhá. Và bậc 3 ấy thường là gì? Nó cái best chất của nó là một nghiệm đẹp và hai nghiệm xấu, hoặc là ba nghiệm đều đẹp hết nhá. Chứ không bao giờ bậc 3 là ba nghiệm xấu đâu, chả bao giờ ba nghiệm xấu cả nhá. Bậc 2 hai nghiệm xấu nó trung hòa vào nhau thành cái phi đỉnh đẹp như này. Bậc 3 không bao giờ bậc 3 bậc xấu nhá. Rồi em không giải được đâu. Đi không hỏi. Mà giải bằng phương pháp tổng quát nhưng mà rất là khó. Phải dùng số phức nhá.
Rồi. Tiếp nhá, bước 2. Một là đưa cái hình này này. Bây giờ chứng minh này. Chứng minh cái ở trong hoặc ấy là cái B này. Nó vô nghiệm. Nó vô nghiệm ấy thì hai cách, một là chứng minh nó dương, hai là luôn dương, hai là bên nó luôn luôn âm, tức là nó sẽ vô nghiệm thôi. Đôi khi một phần khó hơn mình phải tách trường hợp ra để mình chứng minh nhá. Các em phải làm thanh thạo phần này. Đây hướng dẫn em cái cách mà Casio là cách giải toán thông dụng nhất đấy nhá. Cái nền để các em có thể tự tìm hiểu và tự có thể khám phá được các cách giải toán tiếp theo. Được chưa? Nào, số anh B vô nghiệm như nào? Giờ số anh B vô nghiệm như nào nào? Rồi một bên vô nghiệm ấy. Bên vô nghiệm nhá. Làm nào để biết nó dương hay không, dương hay âm? Làm nào biết dương hay âm? Muốn biết ý, các em thay ra một số bất kỳ nào nhá. Và thường thay ra cái trị này, âm 2 hoặc trị 1 3 tùy các em. Thay vào đây. Xem nó dương hay âm, được chưa? Nó dương thì nó sẽ dương hết, còn nó âm thì âm hết nhá. Bài khó hơn ấy. Lúc cái x này nó âm, lúc cái này nó dương thì mình phải chia trường hợp nhá. Còn thường thường là nó sẽ là một cái âm hết một cái dương hết nhá. Ví dụ thay số 0 cái đẹp nhá. Không đây nhìn nó dương luôn rồi. Đúng không? Không đây nó dương rồi. Được chưa? Tức là chứng minh cái này nó thì mình sẽ đi chứng minh B nó. Nó dương. Em nhắc lại nhá, muốn biết được âm hay dương ấy, mình thay bừa một giá trị bất kỳ x vào để xem âm hay dương rồi mình đi từng cách chứng minh nhá. Được chưa? Chứng minh 1 này cộng 2 trên 3 căn x cộng 2 cộng x cộng 1 đúng không? Đây cái bài dương, được chưa? Cái phân số này thì nó quá đẹp này. Nó chỉ có một phân số thôi nhá. Được chưa? Tại đó mình thôi mình viết bằng không ấy, bằng không dương ấy. Bằng không trước ấy. Bởi thực chất nó giải vào tiếng này mà, hai hình tích với nhau thì giải tương trình một mà. Bởi phơi này nó đẹp quá, nó chỉ là một phân thức rồi. Quy đồng được dễ, được chưa? Tương đương này. 3 căn x cộng 2 cộng x cộng 3 bằng bằng 0. Một số này chắc chắn khác không nhá, được chưa? Mua khác chắn không. Đấy, đây là điểm sao. Giờ mình chứng minh này dương hay âm này. Thì vô nghiệm nó dễ hơn này. Nhưng em mà đi đây đi giải cái này. Nhưng em mà đi đây đi giải cái này bằng cách chuyển về bình phương. Điều kiện các kiểu. Mà sao nhà nó hơi bị lằng nhằng mà mất thời gian nhá. Nhìn luôn này. Do x là âm 2. Đúng không? Điều kiện nó. Đấy, đây mới thấy sức mạnh của điều kiện nhá. Phải ghi điều kiện ra thì mình mới có thể nhanh gọn xử lý được. Được chưa? Nên gì? X cộng 3 này sẽ sao? Luôn lớn hơn hoặc bằng 1, tức là nó sẽ lớn hơn 0. Thế còn cái căn này thì luôn gì rồi? Luôn dương rồi, căn nó không âm rồi. Đúng không? Cho nên cả này sẽ luôn gì? Luôn dương nhá. Suy ra là vô nghiệm, được chưa? Vậy hệ này hệ sao đây? À phương trình sao? Sao tương đương với gì? X bình trừ 7x cộng 17 bằng à trừ 7 bằng 0. Đây cấm em nào được viết phương trình nghiệm như là 8 phẩy 9 mấy nhá. Từ người ta rồi viết theo người ta, được chưa? Được chưa? Chúng ta này, B bình này. B bình trừ 4AC đúng không? B bình trừ 4AC. Nên là bằng 117 nhá. Đấy. Nghiệm này, nghiệm chuẩn nhá. Trừ B cộng trừ căn 2 trên A đúng không? 7 này cộng trừ căn 117 trên A trên 2. Được chưa? Được chưa? Đây nghiệm chuẩn nó nhá. Đến đây ấy, nhìn chưa xong không? Đây chưa xong em nào kết luận nghiệm luôn là nhiều khi bị trừ điểm ấy nhá. Đối chiếu được nghiệm nhá. Đối chiếu được x và âm 2 này. Đôi khi nhiều bài ấy nó cho lại một nghiệm ấy, nữ mỗi nghiệm nhá. Bài này thì nó lại không loại nghiệm nào. Bài này không loại nào cho cả hai, nhưng mà nhớ ấy, nó luôn đề cao cảnh giác là việc gì? Chọn nghiệm nào, giữ nghiệm nào là mình phải tính đến điều kiện của nó nhá, đỡ bị trừ điểm đáng tiếc, được chưa? Đấy, đây là cái phương pháp giải Casio máy tính nhá. Dùng các phải tán là phương mũ tỉ, các anh cứ bấm nguyên hình này. Sẽ ra phương này thôi. Được chưa? Rất đơn giản nhá. Anh nghĩ là cái việc khó của nó không phải việc này.
phải có nó việc chứng minh cái này, này. Vô nghiệm này nhá. Thì đôi khi những bài khác ấy nó không dễ như này này, nó phức tạp hơn, nó có nhiều phân số hơn ấy, tức là nhiều căn hơn, tức là nhiều phân số hơn, mình phải đi sử dụng đánh giá âm hay dương. Mà các em làm đây nhiều khi cũng được người ta cho điểm rồi. Các em sách ở đây này, test nghiệm này thì có thể được 0,5 rồi, 0,5/1 rồi nhá. Em nào muốn là cả đấy mình là ôn cuối D chẳng hạn, thì tư duy mình hạn chế thì nên là cách này, kiếm 0,5 rất đơn giản nhá. Còn em nào mà khối A mà chinh phục điểm cao hơn thì học tiếp cho anh phần này, chứng minh cái này để nâng tầm lên một tí nhá, và làm nhiều sẽ quen nhá. Việc chứng minh này nó không khó đâu, nó dễ thôi. Nếu không khó thì các bước thần thức của cô 10 đâu, nó đơn giản lắm, nó chỉ dùng các cái kiểu này thôi, nhìn ra sao luôn nhá, chứ không phải là nó sẽ quá khó nhá, được chưa? Một lưu ý nữa nhá, đôi khi mình nên xét trường hợp cái khi liên hợp ấy, đúng không? Là A trừ B bằng này A bình trừ B bình trên A B, đúng không? Được chưa? Thì đôi khi cái này chưa nó khác không, nên mình không để làm biết luôn được ngay, được chưa? Em làm muốn cẩn thận nhá, chúng ta nghe rằng điểm mấy đâu, vì thường là ngày nó sẽ luôn dương. Nên cái xét ra nhược nữa, được ạ? Bên này xét đã, xét là cái A B bằng không nhỉ? Chúng ta xét cái 3 căn tích cộng 2 này cộng x cộng 1 bằng 0, giải dễ rồi, được chưa? Giải dễ rồi nhá. Rồi thay vào mà chắc không thỏa mãn đâu, được chưa? Sau mới đâu rồi mới xét tiếp là đi liên hợp bình thường nhá. Mà nên là có bước này, nên thôi nhá. Em nào thừa ra nên liên hệ bước này vào này, nó việc giải nó không phải quá là khó khăn, nhưng mà mình nên như vậy để người ta không có bất cứ cái gì để trừ mình cả, nhưng mà mình sẽ hoàn thiện, được chưa? Nhưng mà em nào giải ở đây là cũng tốt lắm rồi nhá, được chưa? Đây là phương pháp giải của Casio. Đợi nhá, đây là bài bài 2, bài cuối hôm nay nhá. Chưa? Cái mẫu này thay hai bài nó càng dương em ạ. Tất cả nó đều cầu cầu cộng hết thì thay kiểu gì nó càng dương, được chưa? Bằng nguyên thăng này là sao lại trừ x cộng 2 á? Thì các anh vừa nói xong ấy, cái việc mình bấm máy tính ấy, đấy, bạn ngay bạn khuyên kia bạn nói ngay rồi này. Em nào muốn, em nên là sau ngày tối nay hoặc là ngày mai có video trên YouTube ấy, em lên mà xem lại nhá, xem lại khoảng một lần, hai lần nữa trong thuộc ngay nhá, được chưa? Được chưa? Cái bình thăng nhá, thì việc mò ra cái âm x cộng 2 kìa là mình dùng hoàn toàn là máy tính Casio. Cách là bấm nghiệm này, sau đó sử dụng bảng thăng table nhá, được chưa? Em nên tham khảo, nếu mà em bị lỡ thì em nên xem lại trên YouTube, em search là tuyển sinh 247 thì ra ngay, được chưa? Đơn giản lắm nhá. Đấy, đây là phương pháp tốt nhất của việc giải phương trình vô tỉ nhá. Thì nói chung mà thông thường thì đến khoảng 70-80% thôi là hay cho cái phương pháp này, chứ còn cái phương pháp đánh giá ấy là ít rồi, bởi vì đánh có bất thần thức rồi thì nghe không dùng quá nhiều bất thần thức nữa, được chưa? Thì việc giải cái phương trình này là nền móng cho việc giải hệ phương trình nhá. Hệ phương trình nó còn nhiều cái phương pháp nữa cao hơn nhá. Mình học sẽ có thể là tiếp cận từ từ để mình tốt nhất cho việc giải sau này, được chưa? Đấy nhá, đấy thì buổi sau thì cố gắng, buổi sau thì anh sẽ cho các bạn tắm về hình học phẳng với kia nữa để các em có một nhìn đa chiều hơn về đề thi nhá, có thể thêm một số bài khó hợp với hôm nay nhá. Buổi mai thấy rất nhiều bạn 3/3 này, rất là tốt đúng không? Phương trình này nó rất là tốt thôi, 3/3. Thì cái việc giải phương trình này thì lưu ý cho anh là cái việc điều kiện này rồi liên hợp thì nó hơi cố gắng tính toán cẩn thận một chút, bởi vì cái việc liên hợp ấy đối với các bạn là có nhiều cái căn thức hơn, thì việc mình cộng trừ thêm bớt căn thức nó hơi bị khó hơn đấy, thì mình nên là nhìn lại kiểu lại, được chưa? Rồi các em nào băn khoăn về buổi mai nữa không, em nào mà cảm thấy băn khoăn nữa
về các ba bài hôm nay. Chiều bài 2 là bài vô tỉ, bài nó nặng nhất đúng không? Còn hai bài trên là nó cũng dễ rồi nhá, thuộc dạng quen thuộc. Được chưa? Em có thể share các bạn cùng lớp và cùng trường để biết nhá, và có thể tuần sau 4 giờ mình sẽ tiếp tục một buổi nữa. Em nào mà bỏ lỡ một vài phút nào coi xem lại trên YouTube thì nó sẽ giúp các em là hoàn toàn chinh phục về mọi mặt nhá. Như em làm sức dậy bất thần thức à? Bất thức thì các em nên chúng mà làm đề thật nhiều. Các đề về phương trình, cả phê phương trình bất thức thì các em nên tìm các đề của thử các trường chuyên rồi để thử các thầy trên mạng ấy. Rất là tốt thôi. Và nên là nghĩ trước chứ đừng đọc đoán luôn. Với môn toán này là không giống như với môn kia là được dạng lý thuyết thuộc lòng đâu. Môn toán là toàn bộ nó đều là việc dựa trên cơ sở là tính toán và tư duy hết nhá. Ừ, ngoài phương hàm số này cũng hay áp dụng cho phương trình hệ phương trình đấy. Phương hàm số là phương áp sửa trên tính chất đồng biến và nghịch biến của nó nhá. Rồi, nếu không em là hỏi gì nữa thì anh xin được khép lại buổi giao lưu hôm nay nhá. Hẹn gặp các em trong buổi tiếp theo.